Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món móc khóa em chuột xinh như thế này trong bộ 12 con giáp nhé. Bộ 12 con giáp thì mình đã hướng dẫn cho các bạn làm con heo và làm con rồng rồi. Và giờ mình sẽ bắt đầu làm từ đầu là làm con chuột. Chuột đây thì mẫu thì là hạt 4 ly nhé các bạn. Nó rất là bé để làm móc khóa thì rất là dễ thương. Còn mình hướng dẫn các bạn xem, mình sẽ làm hạt 6 ly, nó sẽ to hơn để cho các bạn dễ quan sát và dễ nhìn. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình hai màu chủ đạo nhá, màu trắng và một màu khác. Rồi hai hạt màu đen để mắt, ba hạt màu đen cũng được để làm mũi, hạt màu đen luôn, và một hạt màu đỏ hoặc một hạt màu hồng để làm môi của chú chuột. Được chưa? Các bạn quan sát chuẩn bị đủ màu cho mình chưa ạ? Một màu trắng và một màu bất kỳ, màu gì tùy các bạn phối nhá. Chúng ta sẽ làm từ phần đầu trước. Và 2 mét dây cước và một cây kim nữa nhá. Kim thì các bạn biết xỏ rồi đúng không? Nếu mà dây cước to quá, kim mình đang sử dụng đó là kim số 8. Các bạn cứ ra cái chỗ mà bán kim ý, bảo bán cho cây kim số 8. Rồi các bạn sử dụng cước, mình hạt 6 ly thì mình sử dụng cước 6 ly. Còn các bạn sử dụng hạt 4 ly thì các bạn sử dụng cước 4 ly. Và hễ mà không xỏ được qua cây kim thì các bạn cắn bẹp cái đầu dây, rồi sau đó các bạn luồn qua kim. Rất là dễ và đơn giản thôi. Rồi giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nhé. Đây, về phần kim đây. Kim cắn bẹp như thế này ạ. Đó. Đó, cắn bẹp chỉnh xuyên đó vậy thôi. Rồi vòng đầu tiên, các bạn lấy cho mình 5 hột ạ. 5 hột nhá. Được chưa? 5 hột. Rồi. Sửa sang bên đây. Các bạn lấy tiếp cho mình 4 hạt nữa. Chéo tạo thành một vòng 5 nhé. Quăng tiếp một chân này. Các bạn lấy tiếp cho mình 3 hộp này. Ba hộp chúng ta cũng bắt chéo tạo thành vòng 5. Quay một chân tiếp theo. Các bạn lấy cho mình 3 hộp. Bắt chéo tạo thành vòng 5. Tiếp tục qua một chân. Rồi các bạn lấy cho mình 3 hộp nữa. Bắt chéo tạo thành một vòng 5. Vòng cuối cùng này, đi lên 2 hộp nhé. Rồi các bạn lấy cho mình tiếp 2 hộp đó. Bắt chéo tạo thành một vòng 5. Vòng cuối cùng. Rồi xóa vị trí hạt lên như thế này cho mình nhé. Các bạn nhớ làm theo mình nhá, để tránh trường hợp là lại đi lạc không làm được. Thì đây giờ các bạn làm theo mình. Giờ các bạn sẽ lấy tiếp cho mình, ở đây đang ở vị trí này đúng không, lấy 2 hột trắng này, 1 hột đen này. Đọc làm theo mình nhá, 2 hột trắng, 1 hột đen và 1 hột trắng. Đó, được cái mắt đầu tiên, vòng 6 đấy nha. Qua tiếp 2 chân ạ. Qua tiếp 2 chân. Các bạn lấy 1 hột trắng, 1 hột đen và 1 hột trắng là lấy 3 hột thôi nha. Bắt chéo để tạo thành một vòng 6. Đó.
con chuột ở đây. Tiếp tục ba hai chân tiếp này. Lấy ba hộp để bắt chéo tạo thành vòng 6. Qua hai chân tiếp này. Cũng qua hai chân nhá. Giờ các bạn lấy vòng tiên lấy cho mình 3 hộp này. 3 hộp nhá. Rồi, bắt chéo để tạo thành một vòng 5. Tiếp tục qua hai chân. Lấy hai hộp bắt chéo tạo thành một vòng 5. Rồi tiếp tục qua hai chân. Chúng ta tất cả sẽ làm vòng 5 tiếp, cũng lấy hai hộp ạ. Giống như chúng ta đang thu lại đi ạ. Các bạn lấy tiếp cho mình hai hộp nữa ạ. Bắt chéo tạo thành một vòng 5. Vòng cuối cùng này. Cho đến hạt đây. Các bạn lấy một hộp thôi ạ. Vòng cuối cùng lấy một hộp thôi. Đó. Cuối cùng làm sao được 5 hộp giống như ở đầu tiên. Rồi. Được chưa? Các bạn sẽ xỏ về đây. Xỏ về vị trí hạt này, ở giữa hai cái mắt đen hạt này. Các bạn lấy cho mình 3 hạt. 3 hạt nhé. Bắt chéo. Được vòng 4. Được chưa? Rồi tiếp tục. Lấy hai chân. Qua hai chân. Qua hai chân nhé các bạn. Qua hai chân. Rồi. Giờ các bạn lấy một hột đỏ, một hột trắng, 3 hạt nhé, à 2 hạt, đỏ và trắng. Đây. Xuyên vào một hạt của vòng 4. Đó. Tạo thành một vòng 5. Đó. Rồi tiếp tục xỏ lên hạt đỏ này cho mình nhá. Xỏ lên hộp đỏ. Các bạn lấy cho mình một hộp trắng. Bắt chéo sang bên hạt bên đây.
Cho vào cái hạt vòng 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 bốn này này. Đó. Rồi xóa lên vị trí của hạt đỏ. Ở đây chúng ta còn lại 3 hộp, xuyên xung qua dây quanh 3 hộp đấy. Đó. Xuyên về vị trí cái đây. Xuyên về vị trí cái hạt đây. Rồi, giờ các bạn sử dụng một hạt đen nữa cho mình để làm mũi của chú chuột. Đây. Đó. Vậy là xong. Xong phần đầu của chuột. Giờ các bạn xỏ dây xuống hai hạt này cho mình nhé. Đó, vậy là chúng ta đã được cái đầu của con chuột đấy ạ. Đầu của chú chuột đấy, nó to hơn, to gấp một cái đầu của nó bằng người con này, nghĩa là nó to, làm hạt sống đi nó sẽ to gấp 3-4 lần con chuột này.